Phong thì Lâm Nguyên xin gửi chào tất cả những các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong thủy Lâm Nguyên. Em là Đức Trung trợ lý của thầy Lâm Nguyên. Và thông qua những cái câu hỏi thắc mắc cũng như những cái mong muốn giải đáp của các khách hàng cũng như các học viên về việc đó là lựa chọn tháng để mà xây dựng một ngôi nhà hay là lựa chọn cái thời điểm nào để có thể tu tạo sửa chữa hay là xây mới là một cái công trình dương cơ mới, nhà ở mới. Và dựa trên những cái tinh thần mong muốn đấy thì ngày hôm nay Phong thủy Lâm Nguyên sẽ đi vào hướng dẫn thêm các anh chị cái nội dung liên quan đến việc là trong cái thời điểm sắp tới và trong 2 tháng là tháng 8 âm lịch và tháng 9 âm lịch thì những cái hướng nhà nào có thể đương vượng thì chúng ta có thể lựa chọn xây dựng được với lại trong cái tháng 8 và tháng 9 này. Như câu chuyện mà những video trước đó thì Lâm Nguyên có trao đổi với các anh chị đó là chúng ta làm nhà trên đất chứ không phải làm nhà trên người. Do vậy là cái câu chuyện quan tâm nhất của chúng ta ở đây đó là chúng ta căn cứ xem vận đất vào cái tháng mà chúng ta muốn làm và cái năm mà chúng ta định xây cái vận đất đấy nó có được tốt hay không để chúng ta tiến hành chúng ta làm nhà, đúng không ạ? Chứ không phải là dựa vào cái việc là tuổi tôi năm nay tôi phạm kim lô tam ta cao ốc hay thái bạch là tôi không dám làm nhà, nó không phải như vậy đâu. Việc chúng ta làm nhà là làm trên đất, do vậy chúng ta cần phải đánh giá được yếu tố về vận khí của đất vào cái năm chúng ta làm nó có được đắt hay không. Và nếu mà đắt thì chúng ta lựa chọn vào cái tháng nào để cho nó vượng, hay nếu như nó bán cát tức là nó không được cát hẳn, nó lửa cát ở hung thì chúng ta cần phải lựa chọn vào cái tháng nào để triển khai xây dựng. Thì như các anh chị đã biết, chúng ta hiện nay đang ở trong tháng 7, người ta vẫn quan niệm là tháng cô hồn. Do vậy rằng là chúng ta mà đây cũng là cái thời điểm mà giữa tháng rồi, do vậy là Phong thủy Lâm Nguyên cũng không có nói cái thời điểm mà chúng ta động thổ trong tháng này nữa. Tuy nhiên vào sang cái tháng sau tháng 8, tháng 9 thì là cái tháng Quý Dậu và tháng Giáp Tuất của cái năm Kỷ Hợi này, thì những cái hướng nào có thể xây dựng được căn cứ đến để các anh chị lựa chọn mà tính toán đến cái việc phương án triển khai của mình cho nó yên tâm hơn. Thì như các anh chị đã biết rằng là căn cứ theo cái yếu tố về vận khí của các hướng, và mỗi một hướng chúng ta còn có cả 3 cái hướng nhỏ bên trong nữa, tức là 8x3 là bằng 24 sơn hướng, đúng không ạ? Thì chúng ta mỗi một sơn hướng khác nhau thì nó đều mang yếu tố vận khí đáp lại khác nhau, và mỗi một hướng này chúng ta triển khai theo cách như thế nào thì các anh chị cũng cần phải là căn cứ theo yếu tố vận khí của đất của từng hướng để chúng ta lựa chọn xây dựng. Thì ở đây trên cơ sở trong tháng 8 âm lịch sắp tới đó là tháng Quý Dậu, thì những tháng nào mà chúng ta có thể là những hướng nào mà chúng ta có thể xây dựng được thì xin trao đổi luôn với các anh chị, đó là trong cái tháng 8 Quý Dậu sắp tới chúng ta có thể xây dựng mới đối với các cái nhà đó là hướng Nam, hướng Bắc hoặc là hướng Đông Bắc. Thì các anh chị nhé, với 3 hướng mà chúng ta có thể xây dựng trong tháng 8 âm lịch tới đó là hướng Nam, hướng Bắc và hướng Đông Bắc. Vậy trong tháng 8 âm lịch tháng Quý Dậu này thì những cái phương vị nào chúng ta có thể tu tạo sửa chữa được, thì cũng sẽ có 2 cái phương vị mà chúng ta tu tạo sửa chữa được trong cái tháng 8 này, đó là phương vị Tây Nam và phương vị Nam ở trong nhà chúng ta. Cái câu chuyện đầu tiên chúng ta hiểu về hướng thì có lẽ một số các anh chị cũng không có xác định chính xác được cái hướng nhà mình đi như nào, sau cũng thông qua một số những cái câu hỏi, thông qua một số những cái giải đáp của các anh chị thông qua những cái câu hỏi mà các anh chị đặt về với phòng viên chúng em ạ. Thì sau khi mà chúng em hỏi là hướng nhà của anh chị hướng nào để căn cứ đánh giá mặt đất, thì nghe các anh chị trao đổi là rất là chung chung với cái việc là nhà tôi hướng Nam để ghé Đông một chút, hay nhà tôi hướng Bắc mà ghé Tây một chút, hay nhà tôi hướng Đông nhưng mà lại ghé Nam một tí, thì việc đấy nó không cụ thể được. Chúng ta hiểu xác định được hướng ở đây nó là khi mà chúng ta hiểu là bước mặt ra khỏi nhà thì mặt nhìn thẳng về đâu thì đấy chính là hướng. Do vậy rằng là cái hướng nhà này chúng ta làm nào xác định chính xác được thì chúng ta cần phải dựa trên cái một trong những cái thiết bị đo rất là dễ dàng thôi. Chúng ta sử dụng cái ứng dụng la bàn ở trên điện thoại để chúng ta có thể đo được. Thì các anh chị hiểu là mặt nhìn thẳng về đâu thì bước ra khỏi nhà đấy chính hướng. Chúng ta cầm cái điện thoại trên tay cũng vậy, để làm sao là cái điện thoại nó chỉ thẳng về phía trước, nó tạo thành một cái tia thẳng thì nó vuông góc cái mặt tiền nhà chúng ta, thì nó báo trên cái điện thoại là bao nhiêu độ thì đấy chính là hướng. Và tốt nhất rằng là các anh chị đi ra khỏi nhà để đo cho chính xác, nhìn trên mặt la bàn là bao nhiêu độ đấy chính là hướng cụ thể. Thì thông qua với cái việc đó là các anh chị căn cứ theo cái giải độ mà chúng ta biết rằng là một cái vòng tròn 360 độ như này chia ra làm 8 hướng, thì mỗi một hướng thì nó là một cái giải độ 45 độ. Mỗi một hướng thì nó là một giải độ 45 độ. Do vậy là các anh chị căn cứ để tính toán như sau. Đó là hướng Nam nó sẽ có giải độ từ 157,5 độ cho đến là 202,5 độ. Đấy. Từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ, đây là cái độ số của hướng Nam. Do vậy các anh chị đo trên la bàn, có thể là điện thoại hoặc là la kinh. Nếu như nó vào trong khoảng độ số này thì các anh chị yên tâm có thể triển khai làm nhà trong tháng 8 một cách thuận tiện. Đấy. Đối với hướng Bắc thì nó nằm ở cái giải độ từ 337,5 độ cho đến là 202,5 độ. Tức là nó một cái giải độ cung tròn
từ 337,5 độ cho đến 22,5 độ. Hướng đông bắc thì nó có giải độ từ 22,5 độ cho đến tiếp là 67,5 độ. Đó, đấy là cái hướng mà chúng ta có thể là triển khai xây dựng mới trong cái tháng 8 này, đó là hướng nam, hướng bắc và hướng đông bắc có thể triển khai trong cái tháng 8. Như là để chọn tháng để mà triển khai xây dựng, như là để chọn tháng để triển khai xây dựng. Trong cái việc mà mỗi một đầu năm thì thường là Phong Thủy Tâm Nguyên chúng em đưa ra cái phần luận giải của khai sơn luận hướng của một cái năm mới. Ví dụ như cuối năm 2018 thì chúng em đưa phần luận giải của năm 2019. Và thực tế hiện nay đang ở giữa năm 2019 chúng em đã có phần luận giải của năm 2020 canh tí. Thì trong những video sắp tới thì Phong Thủy Tâm Nguyên sẽ đưa ra cái phần luận giải của năm 2020 canh tí để các anh chị nắm được thân 2020 canh tí là những hướng nào mà có thể triển khai được và những cái tháng nào mà có thể là triển khai vượng xây dựng đối với năm 2020 canh tí như thế. Thì đối với trong tháng 8 thì những anh chị nào mà có mong muốn triển khai xây dựng mà đang có độ số trong khoảng độ số của hướng nam, hướng bắc hoặc hướng đông bắc thì anh chị yên tâm có thể triển khai được trong cái tháng 8 này. Còn lại chi tiết hơn đó là năm tháng ngày giờ là để triển khai, tuổi để triển khai động thổ, rồi là cái phương vị để động thổ như nào thì các anh chị cần phải có cái phương án trao đổi cụ thể hơn với lại đội ngũ xử lý của Thầy Tâm Nguyên được chúng em để chúng em có cái phương án hỗ trợ các anh chị, tư vấn các anh chị một cái chi tiết nhất. Đó, trong cái tháng 8 bây giờ chúng ta có thể triển khai được với hướng mới, nói chung xin nhắc lại nó bao gồm một hướng nam, hướng bắc và hướng đông bắc. Chúng ta có thể tu tạo sửa chữa tại phương vị đó là phương tây nam và phương nam. Phương vị thì chúng ta hiểu được rằng là phương vị chính là phương, cái phương tại, tức là phương vị chúng ta hiểu là vị trí tại cái phương đó ở trong nhà và nó tính là tính tại tâm của cục nhà. Do vậy rằng là chúng ta hiểu rằng là phương tây nam tức là tính tại tâm của nhà. Xét theo hướng nhà thì tây nam nó là khu vực nào trong nhà thì đấy chính là phương vị tây nam. Tương tự thế phương vị nam nó nằm ở đâu thì nếu chúng ta có phương án tu tạo sửa chữa thì có thể tu tạo sửa chữa lại phương vị này trong cái tháng 8. Nếu như các cái phương vị khác thì chúng ta nên chọn cái tháng vượng khác để chúng ta tự sửa chữa. Các phương vị khác thì triển khai vào tháng nào hay là các cái hướng khác có thể xây dựng vào tháng nào, có xây dựng được không thì tốt nhất các anh chị hãy tương tác với chúng em, gọi có thể gọi điện đến số 1900292 và nhân số 2 để Phong Thủy Tâm Nguyên chúng em tư vấn chi tiết cụ thể cho. Tiếp theo trong cái đấy là tháng 8, trong cái tháng 9 thì chúng ta có thể triển khai được với cái hướng nào? Trong cái tháng 9 là cái tháng sắp tốt thì chúng ta có thể triển khai xây mới với các hướng như sau, đó là hướng nam, hướng bắc và hướng tây. Hướng nam, hướng bắc, hướng tây chúng ta có thể tu tạo sửa chữa với phương vị đó là phương vị bắc hoặc là phương vị đông. Chúng ta triển khai xây mới và tu tạo sửa chữa với các hướng và phương vị như vậy. Đối với hướng nam và hướng bắc vừa đây chúng có chia sẻ là cái giải độ của nó rồi, nhắc lại hướng nam nó nằm ở giải độ 107,5 độ cho đến là 202,5 độ. Hướng bắc nó vào giải độ là 337,5 độ cho đến 22,5 độ. Và hướng tây nó sẽ nằm ở 247,5 độ cho đến là 292,5 độ. Đó chính là những cái độ số nằm trong khu vực của các hướng. Thì các anh chị đo cụ thể hướng nhà mình để có thể là phân định được rằng là có xây dựng hay không. Nếu nó vào hướng đó thì yên tâm để mình làm, đúng không ạ? Còn nếu mà nó chạy theo hướng khác thì tốt nhất hãy liên hệ Phong Thủy Tâm Nguyên chúng em để hỏi xem là cái hướng đấy xây dựng vào tháng nào hoặc là năm nay có xây dựng hay không, và chúng ta đánh giá kỹ lưỡng trên yếu tố vận đất chứ không phải là tuổi anh chị có làm được nhà hay không. Sau khi đánh giá yếu tố vận đất xong rồi, chúng ta tiếp tục chọn đến cái ngày, cái giờ để mà triển khai, chọn đến cái tuổi để động thổ cho anh chị, chứ không nhất thiết là anh chị phải động thổ, đúng không ạ? Chúng ta chọn vận đất trước và chọn cái tuổi động thổ sau, và cái vị trí để động thổ như nào, cái phương thức nghi lễ để động thổ như nào đó Phong Thủy Tâm Nguyên sẽ hướng dẫn tiếp. Cái phương vị mà chúng ta có thể tu tạo sửa chữa trong cái tháng 9 âm là tháng giáp tốt ấy, là chúng ta có thể triển khai đó ở phương vị bắc và phương vị đông. Phương vị bắc thì chúng ta tính tại tâm của nhà xem rằng là cái phương bắc nó nằm ở đâu thì chúng ta có thể tu tạo được ở đó, phương đông nó nằm đâu tu tạo được ở đó. Các phương vị khác muốn tu tạo được chúng ta cần phải chọn cái tháng vượng để chúng ta triển khai, thì tháng vượng là cái tháng nào thì anh chị hãy trao đổi với chúng em sâu hơn để chúng em có thể tư vấn chi tiết được. Đấy, cái quan điểm mà chúng ta chọn cái tháng vượng ở đây, tại sao là cần phải chọn tháng vượng? Vì rằng là cái yếu tố chúng ta động thổ lên trên đất, tức là vào cái thời điểm mà cái yếu tố về trường tinh của con người tác động cùng với lại cái nhật nguyệt trạch nhật, tức là cái yếu tố thiên khí của cái thời điểm đó, và động thổ dưới đất tức là động thổ và trường khí của đất, tức là có cái sự hòa hợp giữa thiên địa nhân khí vào cùng một cái thời điểm động thổ như vậy. Do vậy rằng là chúng ta cần phải chọn vào cái thời điểm tháng đó vượng trong cái năm. Từ cái tháng rồi chúng ta suy tiếp đến cái ngày để sao cho nó đắc phù long tiên chủ, tức là tốt với lại gia chủ và các thông tin thành viên của gia đình anh chị, và nó tốt với lại cái người đồng thổ giúp nữa,
rồi là đến cái vị trí để động thổ sao cho nó tốt, rồi là cái nghi thức nghi lễ như thế nào. Thì cái tháng vượng ở đây nó căn cứ trên cái yếu tố là nhật nguyệt đạo sơn. Tức là chúng ta cần phải căn cứ dựa trên cái việc là thái âm tháng dương đạo sơn, nhật nguyệt đạo sơn hướng thì mới có thể động thổ được. Đây là cái thời điểm mà có cái sự đắc khí giữa đất trời và con người cũng như là cái sự hòa hợp, thì việc động thổ nó mới trở nên tốt được. Do vậy rằng là chúng ta luôn phải căn cứ trên yếu tố vận khí của đất, nó có được tốt hay không để chúng ta làm. Sau đó chúng ta mới tính toán đến yếu tố lựa chọn tuổi về động thổ và nghi thức như thế nào, năm tháng ngày giờ như nào, động thổ tại vị trí như nào, các bước triển khai như nào, thì đó chúng ta mới có cần có sự tìm hiểu kỹ lưỡng. Tránh cái việc đó là các anh chị suy nghĩ rằng là tuổi tôi năm nay phạm tuổi không làm được nhà, rồi là năm nay tôi xấu tuổi phạm kim lâu tam tam mộc tôi không dám làm nhà, lựa chọn đợi vào cái năm nào mà tuổi tôi không phạm tôi mới đó làm. Nhưng vào cái năm đấy biết đâu các anh chị làm mà nó vào hướng ngũ hành đến thì làm sao, đúng không ạ? Các anh chị động thổ vào hướng nhà đấy và tam sát vào đến tỏa thì làm sao, các anh chị làm vào cái nhà đấy vào năm đấy thái kế nó đến hướng thì làm sao, nó rất là nguy hiểm. Do vậy chúng ta phải đánh giá kỹ lưỡng cái việc này. Những cái yếu tố về cái việc mà tại sao lại đánh giá trên những yếu tố sát, không phải là sát hay thế sát hay là tam sát hay mộc thì đối với sát hay một long nguyên sát thì các anh chị có thể theo dõi những video trước đó thì Phong Thủy Đại Nguyên đã hướng dẫn các anh chị rất kỹ lưỡng rồi. Trên đây là cái phần mà Phong Thủy Đại Nguyên hướng dẫn các anh chị về cái việc trong cái tháng 8 âm lịch là cái tháng Quý Dậu và cái tháng 9 âm lịch là cái tháng Giáp Tuất, thì những cái hướng nào hay phương vị nào có thể là tiến hành là xây dựng mới hay tu sửa được thì các anh chị vui lòng nghe đi nghe lại kỹ lưỡng để có thể nắm được kỹ lưỡng nhất. Kết hợp với việc các anh chị đo được cái độ số hướng nhà mình rồi thì các anh chị có thể tương tác với Phong Thủy Đại Nguyên để xem là khớp với lại cái phần luận giải và cách dẫn hướng của Phong Thủy Đại Nguyên, xem là hướng của nhà anh chị triển khai về tháng nào được, điều đó chúng tôi sẽ tư vấn một cách rất kỹ lưỡng. Trong lần sắp tới thì Phong Thủy Đại Nguyên sẽ có những video sâu hơn về cái việc phần khai sơn lập hướng của năm 2020 canh tí, hy vọng rằng là nó sẽ là một phần chuẩn bị kỹ hơn để các anh chị nếu như không làm trong năm 2019 này thì có thể triển khai làm trong năm 2020. Nhưng điều quan trọng là chúng ta luôn phải đánh giá vận khí của đất trước khi là lựa chọn cái quan tâm đến cái tuổi động thổ hay là làm nhà. Đừng lo những cái đấy, chúng ta đánh giá vận khí của đất trước, nó đắt thì không làm. Nhưng các anh chị đến trên phần nó không thể Đại Nguyên hướng dẫn các anh chị về cái tháng động thổ. Quan trọng hơn về cái việc là nhà và được phong thủy thì các anh chị lưu tâm thiết kế bản vẽ rồi là những cái nguyên tắc trong phong thủy nó cần có sự chỉnh chu và kỹ lưỡng, thì các anh chị cũng có thể là nghiên cứu tham khảo liên quan đến cái việc mà sử dụng những cái dịch vụ thiết kế về hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Đại Nguyên. Thì dựa trên cái bộ hồ sơ phong thủy này các anh chị sẽ có thể là có một phương án thiết kế nhà sao cho nó tốt nhất, đắt cả về yếu tố kiến trúc thẩm mỹ, đắt cả về yếu tố về phong thủy, đắt cả về cái yếu tố liên quan đến đáp ứng mong muốn nhu cầu của các anh chị, cũng như là cái phương án tối ưu liên quan đến cái diện tích cũng như thiết kế để sao tiết kiệm phương án chi phí xây dựng nhất, thì hãy lựa chọn cái phương án liên quan đến khảo sát lập hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Viên, thì nó sẽ giúp cho các anh chị làm nhà trở nên hạnh phúc hơn, dễ dàng hơn và tốt hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Chúng xin cảm ơn.